Thưa Bộ trưởng, tại chương trình hành động thực hiện nghị quyết số 28, Ban chấp hành Trung ương khóa 12 về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội, Chính phủ giao Bộ Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì đàm phán, ký kết các hiệp định song phương về bảo hiểm xã hội. Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, trong đó có nhiều lao động thuộc tỉnh Đồng Tháp, đặc biệt mong muốn Chính phủ sớm ký các hiệp định song phương về bảo hiểm xã hội. Đề nghị Bộ trưởng cho biết Bộ đã triển khai thực hiện chỉ đạo này như thế nào và kết quả thực hiện nhiệm vụ này 5 năm vừa qua ra sao. Giải pháp để đẩy nhanh việc ký hiệp định song phương về bảo hiểm xã hội trong thời gian tới, nhất là với những quốc gia có đông người Việt Nam lao động trong thời gian tới. Việc thực hiện đảm bảo quyền và nghĩa vụ tham gia bảo hiểm xã hội, việc hưởng chế độ bảo hiểm xã hội của người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước, ở những quốc gia chưa ký hiệp định được thực hiện ra sao? Bộ trưởng có suy nghĩ như thế nào khi người lao động Việt Nam đi làm việc ở một số nước vẫn phải đóng bảo hiểm xã hội hai lần? Xin cảm ơn Bộ trưởng. Đại biểu Nguyễn Hải Anh, Đồng Tháp thì có nêu về vấn đề làm sao để đảm bảo quyền lợi cho người Việt Nam đi lao động nước ngoài mà chúng ta chưa ký hiệp định đóng bảo hiểm, không phải đóng bảo hiểm hai lần. Thì đây là câu chuyện liên kết giữa các nước và có sự thỏa thuận, hiệp ước thỏa thuận giữa các nước với nhau. Đối với Nhật Bản thì chúng tôi đã đàm phán tới vòng thứ 5 rồi, nhưng mà hiện nay cũng chưa thành công. Đối với Hàn Quốc thì chúng ta đã thành công cái hiệp định song phương hai quốc gia. Và trong chuyến thăm và làm việc của Chủ tịch Quốc hội thì chúng tôi đã được Thủ tướng ủy quyền là ký nghị quyết 60, ký cái hiệp định giữa hai quốc gia. Và Chính phủ đã ban hành nghị quyết 60 phê duyệt hiệp định. Như vậy, đối với Hàn Quốc bây giờ người lao động cả Hàn Quốc và Việt Nam không phải đóng bảo hiểm hai lần. Theo tinh thần đó, người Hàn Quốc sang Việt Nam lao động thì đóng bảo hiểm tại Việt Nam, sau đó hoàn trả lại, khi về nước thì hoàn trả lại. Và người Việt Nam lao động ở Hàn Quốc cũng như vậy. Thì tinh thần thì báo cáo lại với Quốc hội như vậy. Còn hiện nay đấy thì cũng không hoàn toàn là người lao động phải đóng hai cái bảo hiểm đâu ạ. Thì tinh thần thế này, người lao động Việt Nam thường chỉ tham gia hai loại bảo hiểm, là bảo hiểm y tế và bảo hiểm tai nạn rủi ro thương tật, chứ không phải tham gia bảo hiểm tử tuất, bảo hiểm thất nghiệp cả hai quốc gia. Chúng ta về nguyên tắc, chúng ta đã khi mà hiệp định là chúng ta đã ký bảo lưu vấn đề này. Thì khi mà đối với tháng 10 này, khi sửa luật bảo hiểm, thì những vấn đề hiện nay như ví dụ Hàn Quốc, Nhật Bản, thì chúng ta đã ký song phương với nhau. Nhưng mà chỉ khi nào được pháp luật bảo hiểm Việt Nam thừa nhận điều đó, thì sẽ có hiệu lực thực thi của hai nước. Còn phía bạn thì đã đồng ý rồi. Thì tinh thần như vậy. Thì bây giờ phải chờ luật bảo hiểm tháng 10 này, Quốc hội cho sửa, thì chúng ta chính thức có hiệu lực. Thì tinh thần sẽ báo cáo như vậy.